Xin chào cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh của mình. Kính chúc mọi người có một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay mình xin chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn một món ăn. Đó là món thịt kho trứng cút. Thịt kho trứng cút là một món ăn khá quen thuộc của nhiều gia đình. Không những là một món ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, màu sắc và hương vị hấp dẫn, cách làm cũng khá là đơn giản. Nếu yêu thích món ăn, mọi người có thể làm thử cho gia đình mình thưởng thức nha. Ở đây mình có 500g thịt ba rọi, một vị trứng cút, một muỗng canh tỏi băm, một muỗng canh ớt sườn băm, một muỗng canh hành tím băm. Trước tiên mình sẽ trần thịt, mình cho một ít hành tím vào chảo. Nước hơi sôi, mình cho thịt heo đã được cắt nhỏ vào. Mình trần thịt chừng 5 phút thì vớt thịt ra. Sau khi vớt thịt xong, mình đem thịt rửa qua nước lạnh một lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị ướp thịt. Mình cho vào 1/2 muỗng canh hạt nêm, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo mình cho hết tỏi, hành tím và ớt sừng băm nhỏ vào. Mình trộn đều cho thịt được thấm gia vị và sẽ ướp thịt 30 phút nha. Trong thời gian chờ ướp thịt, mình sẽ luộc trứng cút. Cho trứng cút vào chảo, mình sẽ luộc trứng cút từ 10 đến 15 phút. Khi trứng cút đã chín, mình vớt trứng ra, mình để nguội, sau đó sẽ lột sạch vỏ. Các công đoạn chuẩn bị đã xong, bây giờ mình tiến hành kho thịt. Trước tiên mình cho vào chảo 1,5 muỗng canh đường. Mình sẽ làm nước màu kho thịt. Lửa của bếp mình mở mức nhỏ nhất. Mọi người dùng vá hay đũa khuấy đều đến khi thấy đường sôi bọt. Khi thấy đường bắt đầu chuyển màu và đạt đến màu ưng ý rồi, đến đây mọi người hãy cho thịt đã ướp trước đó vào. Khi đã cho thịt vào chảo rồi, lúc này mọi người có thể vặn lửa mức vừa của bếp nha. Mình sẽ đảo thịt liền tay để thịt được săn lại và thấm đều màu hơn. Đảo thịt được 3 phút, bây giờ mình sẽ cho nước lọc vào. Lượng nước xâm xấp mặt thịt là được nha mọi người. Mọi người có thể thay nước lọc bằng nước dừa cũng được nha. Trong lúc kho thịt thấy có bọt, mình sẽ vớt bỏ phần bọt đi. Bây giờ mình sẽ nêm nếm gia vị lại nha. Mình cho vào 1 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh nước mắm. Mọi người có thể nêm nếm gia vị theo sở thích của gia đình mình để món ăn ngon hơn nha. Khi gia vị đã vừa ăn rồi, mình cho thêm 2 trái ớt hiểm vào. Sau đó mình sẽ hạ lửa xuống mức trung bình. Thịt mình kho được 15 phút rồi. Bây giờ mình sẽ cho trứng cút vào chảo. Mình đảo nhẹ trứng cút qua một lượt. Sau đó mình sẽ kho thịt và trứng cút thêm 10 phút để trứng cút được thấm gia vị. Thịt và trứng kho như vậy là được rồi nha mọi người. Đến đây mọi người có thể tắt bếp. Vậy là mình vừa hoàn thành xong món thịt kho trứng cút rồi. Thịt kho trứng cút có màu sắc rất hấp dẫn và thơm ngon. Bây giờ mình sẽ chọn cơm ăn luôn, hôm nay đói bụng lắm rồi. Mình xin mời mọi người thưởng thức cùng mình nha. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem và like. Nhớ share và subscribe kênh cho mình nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn trong video kế tiếp. Bibi cả nhà mãi yêu.